Xin chào các bác chị em, hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2021 và chúng ta đang có mặt trong chương trình đối thoại với PM. Đây là số thứ 7 của chương trình. Thì một số anh chị có thắc mắc là mục tiêu của chương trình đối thoại với PM là gì? Thì Sơn Tùng xin phép được giải thích ngắn gọn như sau. Để hỗ trợ khách hàng trong quá trình tích sản tài chính và an tâm đầu tư, thì VNRX mong muốn cùng với khách hàng xây dựng 3 mẫu vật tài chính. Ba trường hợp bên em có khái niệm gọi là tham bảo đầu tư anh ạ. Thì một là những người bạn đồng hành để hỗ trợ khách hàng lập kế hoạch tài chính, xây dựng tháp tài sản và lựa chọn các kênh đầu tư. Thì thứ hai là các cái phương tiện công cụ đầu tư để giúp khách hàng thực hiện được các mục tiêu tài chính của mình. Ví dụ như là kênh đầu tư cổ phiếu này, kênh đầu tư trái phiếu, kênh bất động sản, chứng chỉ quỹ hay là bảo hiểm vân vân. Và giá trị thứ ba chính là giá trị về tri thức và trí tuệ. Thì thông qua các cái báo cáo phân tích, các bài viết, thông qua các cái bản tin postcard, các cái hội thảo và các chương trình live stream, thì cái chương trình live stream đối thoại với PM này thì format nó hơi khác, chương trình khác một chút. Đấy là trong chương trình này thì chúng tôi mời các cái chuyên gia ở ngoài VNRX, có thể là các cái giám đốc đầu tư, họ là những người nhiều kinh nghiệm và rất là giỏi, để tới để chia sẻ và trao đổi cùng với cả quý khách hàng. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta có một vị khách mời rất đặc biệt, đấy là anh Lã Giang Trung, là tổng giám đốc và giám đốc đầu tư của công ty Passion Investment. Chào mừng anh Trung đến với chương trình. Rất cảm ơn Tùng. Trước tiên là xin gửi lời chào tất cả mọi người đang tham gia chương trình ngày hôm nay và cảm ơn VN Direct đã tổ chức và mời tham gia cái chương trình rất hay ngày hôm nay. Thì nội dung chương trình ngày hôm nay thì sẽ có 3 phần như em có chiếu trên slide đây. Hai phần đầu là bật mí chiến lược đầu tư và so sánh một số cơ hội đầu tư cụ thể. Thì Xuân Tùng và anh Trung sẽ trao đổi trong vòng khoảng 30 phút. Và sang phần thứ ba thì là phần Q&A, phần hỏi đáp với khán giả. Thì trong cái quá trình mà Tùng đang trao đổi với cả anh Trung thì mời quý khán giả cứ đặt câu hỏi, viết vào trong comment. Thì phần cuối thì Xuân Tùng sẽ hỏi anh Trung. Chương trình hôm nay rất là đặc biệt. Đặc biệt là anh Trung sẽ chọn ra 3 khán giả có câu hỏi hay nhất sẽ được tặng phần quà là một số những cuốn sách rất là hay để đầu tư. Thì có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu vào luôn chương trình anh Trung nhé. Phần đầu thì là bật mí chiến lược đầu tư. Thì theo được biết là từ khi thành lập đến giờ, từ khoảng tầm đầu năm 2016, cuối 2015 đầu 2016, thì có thể nói là Passion Investment đạt được kết quả đầu tư rất là tốt, theo được biết là tầm khoảng 44% trước phí. Thì em rất là muốn trong cái phần đầu chương trình này mình trao đổi thêm về cái chiến lược đầu tư của công ty là gì, mình làm rõ hơn. Thì vì theo được biết thì anh Trung không dùng phân tích kỹ thuật mà cũng không quá quan tâm tới các cái vấn đề vĩ mô trong ngắn hạn, mà mình theo một chiến lược đầu tư gọi là chiến lược đầu tư giá trị. Thì anh Trung có thể chia sẻ thêm về chiến lược đầu tư này để khán giả hiểu hơn ạ. Rồi thì nói về cái chiến lược đầu tư của Passion Investment thì năm nay là năm thứ 6 mà Passion Investment đã đi vào hoạt động. Trong 5 năm trước thì tỷ suất bình quân khoảng 44% như Tùng đã nói. Thì nó đến từ cái chiến lược đầu tư, một chiến lược đầu tư chủ yếu của Passion Investment dựa hoàn toàn trên cái việc là phân tích cơ bản. Nói đầu tư giá trị thì cũng không hoàn toàn chính xác, mà nó phân tích cơ bản nghĩa là sao, nghĩa là tất cả cái việc mà lựa chọn các cơ hội đầu tư nó chủ yếu dựa trên việc phân tích về các hoạt động kinh doanh và giá trị của công ty mà mình chọn đầu tư. Thực ra thì cái chiến lược đầu tư mình không quá quan tâm đến các yếu tố về phân tích kỹ thuật, nhưng có quan tâm một chút về các yếu tố macro nhưng mang tính chất dài hạn, quan tâm đến những cái chu kỳ mang tính 5-7 năm. Chứ còn những cái chu kỳ rất ngắn hoặc những cái biến động ngắn về macro trong ngắn hạn thì thực sự là mình quan tâm nhiều lắm. Đấy thì cái việc mà lựa chọn cổ phiếu dựa trên cái yếu tố phân tích cơ bản thì thực ra nó là một cái rất là phổ biến rồi, mọi người ai cũng biết. Nhưng mà cái khó của nó là làm sao mình kiên định với phương pháp đấy và mình nghiên cứu phân tích như nào, lựa chọn như nào. Thì đó là đi sâu vào trong đó thì nhiều cái mà nó phức tạp hơn. Thì có thể là đi vào chi tiết hơn ấy. Thì em nghĩ là ví dụ như em thấy là trên theo số lượng của một thống kê Bloomberg ấy, thì mình có khoảng 1.700 doanh nghiệp ở trên sàn. Và nếu mà em lọc thêm theo cái số lượng cổ phiếu có vốn hóa trên 500 tỷ ấy,
thì cũng vẫn còn lại là trên 500, khoảng 550 doanh nghiệp. Mà theo được biết thì công ty mình thì thường có danh mục đầu tư khoảng tầm 8 10 cổ phiếu thôi, và một số thời điểm theo việc được biết thì nó còn thấp hơn, tức là tầm 6 cổ phiếu gì đấy, tức là đâu đấy anh chỉ chọn ra 1%, 1 đến 2% trong số những cái doanh nghiệp có khả năng để nên biết. Thì không biết là cái quá trình mà để anh lựa chọn cái 8 đến 10 cổ phiếu cho danh mục đấy là như nào? Cái quá trình lựa chọn cổ phiếu này thì mình có rất nhiều cái phương pháp để lọc cổ phiếu. Và Thì nó phải đến từ cái việc là bên mình cũng có phân loại cổ phiếu ra là 3 nhóm, trong đó cái nhóm đầu tiên mà bên mình yêu thích nhất là cái nhóm là những doanh nghiệp rất là xuất sắc. xuất sắc Xuất sắc thì ở đây nó đến từ cái việc là có một số chỉ số thứ nhất là về tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, vâng ROE của nó là khoảng, mình nghĩ là khoảng trên 15%. trên 15%. Cái thứ hai là tăng trưởng của doanh nghiệp nó ở trong giai đoạn tối thiểu tăng trưởng doanh thu lợi nhuận phải trên 15%. Vâng. Thì từ hai cái chỉ số này thì mình đã lọc được tương đối nhiều doanh nghiệp ở đây ra khỏi cái nhóm doanh nghiệp xuất sắc rồi. Vâng. Đâu đó mà nếu chung nhớ không nhầm thì chỉ dùng hai cái này mình lọc ra chỉ còn lại khoảng 100 cổ phiếu 100 cổ phiếu. là nhiều. Vâng. Đấy, thế thì trong 100 cổ phiếu đấy thì mình tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Vâng. Đấy, đây là một 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 nhóm cổ phiếu. Nhóm cổ phiếu thứ hai mình chọn thì thường bên mình cũng có chọn một số nhóm cổ phiếu thông thường, cổ phiếu cũng không phải quá xuất sắc khi mà không có cơ hội để những cổ phiếu xuất sắc. Tại những cổ phiếu xuất sắc có một cái đôi khi nó lại quá đắt thì lại phải mua được. Đấy, nhóm cổ phiếu thông thường thì bên mình lọc thông thường trên những cơ sở là nó phải rẻ, thì dựa trên yếu tố PE, Vâng. PE rẻ 5 6 lần, PE thì chắc quanh một. Vâng. Và tất cả những cái doanh nghiệp ở đây thì khi mà mình lựa chọn thì tất cả những cái doanh nghiệp có những cái thông tin rumor không tốt trên thị trường Vâng. là bên mình loại bỏ ngay lập tức. Tại vì mình cũng đang theo cái phương pháp về lời đồn đại của Philip Fisher, Vâng. thì là thường là thị trường tài chính ở Việt Nam thì tin đồn phải đến 90% là đúng. Thế thì thà loại bỏ còn hơn là nhận vào những doanh nghiệp đấy. Vâng. Còn cái nhóm thứ ba là cái nhóm cuối cùng mà mình thực ra là cũng có nghiên cứu mà ít lựa chọn hơn là những nhóm doanh nghiệp mà có tài sản under value. Under value thì các bạn chọn rất dễ, bạn nhìn thấy ít nhất là phải dưới xung quanh hoặc dưới book và Vâng. under so với asset. Nhưng cái Vâng. nhóm này thì lọc lại nó lại lọc là nắm rất dễ, nhọc pre-book và ra ngay đấy. Thế thì cơ bản là mình sẽ prefer nhóm đầu tiên, khi không có nhóm đầu tiên thì mình đi xuống nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Và qua cái bộ lọc đấy thì thường thường thì bọn mình sẽ chỉ còn khoảng độ 100 công ty để xem xét. Vâng. 100 công ty để xem xét thì nhìn lướt qua, bỏ qua cái rumor ra nữa thì chắc 50 70 công ty Vâng. đấy, tùy thời điểm. Vâng. Thì 50 70 công ty đấy thì mình sẽ, các bạn ở trong nhóm thì trong team của Passive Investment sẽ nghiên cứu, phân Vâng. bổ để nghiên cứu, Vâng. và nghiên cứu sâu thì mình lựa chọn những cổ phiếu mà đưa vào danh mục của mình. Cảm ơn anh. Em thấy là 570 cổ phiếu thì vẫn vẫn còn khá là nhiều. Thì mà trong khi là thông tin thì đến rất là nhiều, từ báo chí này, từ các bạn, từ các công ty báo cáo, công ty chứng khoán này, và em biết theo là bên team anh thì cũng phải tầm đến gần 10 analyst nữa. Thế thì anh có một cái như kiểu là một cái cheat code đầu tư nào bên cạnh cái bộ lọc về mặt định lượng, thì có một cái như kiểu bộ lọc về mặt thông tin nào, tại vì theo em được biết em có nghiên cứu ấy, thì đây ví dụ như trên slide đây em được biết là một số cái PM, một số giám đốc đầu tư thì họ có một số cái bộ lọc về thông tin, tức là việc họ nghe thấy một số cái từ khóa kiểu kiểu như là doanh nghiệp tốt gặp thuộc tạm thời hay là thị phần tăng trưởng mạnh cái kiểu như thế, thì để họ họ phát hiện ra là cái cơ hội đầu tư này nó ở mức tiềm năng thì mình có thể dành thời gian nghiên cứu sâu hơn, tại vì rõ ràng là mỗi ai cũng có thời gian rất là hữu hạn thôi. Thì không, em cũng biết là anh có một cái kiểu tương tự như này không? Ở bên mình thì đối với những cái nhóm cổ phiếu mà sau khi qua được bộ lọc này thì cái ưu tiên số 1 của mình Và là tăng trưởng, tăng trưởng. là growth về doanh thu và lợi nhuận đấy. Và Thế thì chắc chắn là bọn mình sẽ lọc từ trên xuống dưới từ về trên. tăng trưởng. Vâng. Tăng trưởng thì có thể lọc theo tăng trưởng năm gần nhất, tăng trưởng quý gần nhất, Vâng. và những doanh nghiệp mà đang có cái tỷ lệ đấy cao sẽ được đưa lên top đầu để nghiên cứu. Và khi nghiên cứu thì mình sẽ tìm ra lý do tại sao cái tăng trưởng đấy nó có hợp lý không, nó có kéo dài không, và cái giá hiện tại nó có phù hợp với cái tăng trưởng đấy không. Vâng. Đó thì mình nghĩ là khi mà nếu mà là về phương diện nhà đầu tư cá nhân không có nhiều thời gian thì chỉ cần cái nhóm cổ phiếu 5 70 cổ phiếu, các bạn lọc khoảng đến 5 cổ phiếu có tăng trưởng tốt nhất
và nghiên cứu sâu nó cổ phiếu đấy chắc là khá đủ để cho nhà đầu tư cá nhân. Tức là tập trung vào tăng trưởng, tập trung vào tăng trưởng. Giả sử như là anh ta tìm được một cổ phiếu mà có khả năng tăng trưởng tốt rồi ấy, thì cái bước sau đấy như thế nào ấy? Thì theo hiệp là khi mình lựa chọn cơ hội tốt rồi ấy, thì mình sẽ phải có các cái bên nghiên cứu trên bản giấy cũng như là nghiên cứu thực địa. Thì em muốn hỏi là anh khi mà nghiên cứu bản giấy hoặc nghiên cứu thực địa này thì thực chất là mình làm những việc như nào? Sau khi mình đã lựa chọn được cơ hội nghiên cứu và mình quyết định là nghiên cứu Vâng. thì bên mình sẽ có, đối với mỗi cổ phiếu đấy sẽ có một bạn, ít nhất một bạn nghiên cứu, và nó có dạng đầu tiên gọi là giai đoạn nghiên cứu trên bản giấy như tôi nói. Vâng. Thực ra bản chất là nghiên cứu tất cả những cái thông tin được public trên internet, Vâng. trên mạng xã hội, forum gì đấy, tất cả những cái đấy đều được đưa vào để nghiên cứu. Và sau đó thì bên mình khi bọn mình thảo luận trên những cái thông tin đấy thì bọn mình sẽ, Anh có thể làm rõ chi tiết ra các cái nguồn thông tin này không? nguồn thông tin thì thường là những cái nguồn thông tin đấy nó sẽ đến từ, thứ nhất là đến từ bản thân doanh nghiệp, những cái Vâng. báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, Vâng. những cái thông tin rumor trên một số, bây giờ trên mạng Facebook hoặc forum thì cũng có rất nhiều. Vâng. Và một cái nguồn thông tin rất quan trọng nữa mình thấy là nguồn thông tin đến từ các hiệp hội ngành nghề. Hiệp hội ngành nghề. Ví dụ có rất nhiều doanh nghiệp ngân hàng cũng có thông tin từ từ các ngành ngân hàng, ngành thép thì còn hiệp hội thép, ngành Vâng. cá thì có hiệp hội cá Thủy sản, thủy thủy sản sản. đó, đơn cơ bản là như vậy. Thì những cái thông tin đấy chúng ta đều có thể lấy online được, tất nhiên là có một số thông tin thì là miễn phí, một số thông tin các bạn phải trả phí nhưng mà nó không quá nhiều Vâng. đấy. Thì dựa trên những cái thông tin đấy mình đã có nghiên cứu được sơ bộ, mình hiểu về công ty và ngành đấy. Và các đối thủ cạnh tranh đấy chứ anh. Đúng. Vâng. Thế thì đấy là nghiên cứu trên bản giấy, sau đó mình sẽ thảo luận và mình sẽ tìm ra những cái điểm quan trọng cần phải nghiên cứu sâu hơn. Khi mà cần nghiên cứu sâu hơn thì bắt đầu ở đây phải gọi là ra nghiên cứu thực địa. Thực địa có thể là đi thực tế hoặc là gặp những con người thực tế, Vâng. thì bên mình rất thích gặp những gọi là chuyên gia trong cái lĩnh vực đấy. Đầu tư một ngành nào thì nên gặp chuyên gia ngành đấy, người làm thực tế trong ngành đấy. Và sau khi trao đổi với chuyên gia đấy thì mình có trao đổi với những công ty khác trong ngành đấy. Vâng. Ví dụ các bạn nghiên cứu vào thép Hòa Phát thì bạn nên hỏi cái công ty làm ngành thép như Hoa Sen hoặc là Nam Kim hoặc là Pomina để biết cái view người ta về Hòa Phát nào, ví dụ làm kiểu như vậy. Và nếu được thì các bạn có thể có nghiên cứu thêm về cái phản hồi từ những, đối với những công ty mà có bán sản phẩm thì các bạn nghiên cứu từ kênh phân phối của họ. Okay. Kênh phân phối là một cái chỗ mà có rất nhiều thông tin, Và nhất là đại lý bán hàng. vâng. Và nếu mà những công ty đã bán lẻ thì con có thể được phản hồi từ khách hàng trực tiếp của công ty đó. Thì trong tất cả những cái nghiên cứu thực địa đấy thì nó cơ bản là đều đã những cái phương pháp mà đã được thống kê và đã được giải thích rất chi tiết trong một số cái tài liệu nghiên cứu về phân tích Vâng. đó. Thì đặc biệt là mình thấy là trong bên mình thì thực ra có rất nhiều cái tài liệu nghiên cứu về đầu tư giá trị rất là hay, nhưng mà đa phần là người ta nói về phương pháp, người ta không nói về chi tiết cụ thể làm như nào. Thì mình thấy cái quyển cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường của Philip Fisher là một cổ phiếu này, bắt đầu đi đến chi tiết hơn là các bạn nên gặp ai, hỏi cái gì đấy. Đấy là cái mà bạn nghiên cứu đấy. Sau khi nghiên cứu thực địa xong thì bọn mình sẽ quay lại để thảo luận thống nhất đây có là một cơ hội đầu tư tốt không với mức giá hiện tại đấy. Nó quan trọng là công ty tốt thì phải với mức giá hiện tại, và rồi mình sẽ quyết định là mua hay bán hay là đợi đến nào có giá hợp lý để mua. Anh có thể chia sẻ một cái case đầu tư bên mình thành công cụ thể theo cả một cái chuỗi giá trị như này được không anh? Từ lúc mà phát xuất phát ý tưởng đến qua các bước nghiên cứu rồi ra quyết định. Mình lấy ví dụ với cây rất là lâu lâu rồi. Vâng. Hồi xưa bên mình có đầu tư là P&J. P&J Tiền dây. thì cái thời đó là khi mà xuất phát điểm là bên mình cũng nghiên cứu ở trên các chỉ số lọc thì thấy có vẻ các chỉ số về tỷ suất lợi nhuận tăng trưởng bắt đầu có cải thiện. Thì mình nghiên cứu sâu hơn thì thấy là Vâng. P&J bắt đầu thay đổi mô hình từ bán buôn vàng miếng sang bán lẻ À vâng. để mình hiểu. Thế thì cái đấy nó có thành công hay không
thì bắt đầu bọn mình bắt đầu nghiên cứu. Sau khi nghiên cứu tất cả những cái thông tin của về công ty, bọn mình bắt đầu nghiên cứu đến bước tiếp theo là phải nghiên cứu về cái việc là thực địa. Thì bên mình cũng gặp một số chuyên gia trong cái ngành bán lẻ trang sức đấy, thì người ta chia sẻ cái view, Vâng. và sau đó đi thực địa các cửa hàng Vâng. xem khách hàng phản hồi như nào. Hồi Và đấy là đó có cửa hàng ngoài miền Bắc chưa anh? không, nó ở Sài Gòn, ở đấy chủ Vâng, tức yếu là hồi kinh đấy doanh em ở phải Sài bay Gòn. vào Sài Gòn đấy. Và sau đó thì bọn mình nhìn thấy là thực ra là P&J ở đang có một cái lợi thế rất vượt trội ở cái ngành đấy và thời điểm đấy, Cụ thể. là nhất là thực ra hồi đấy bọn mình cũng có so sánh P&J với cả Thế Giới Động về đều về làm bán lẻ. Vâng. P&J về bán lẻ không xuất sắc như Thế Giới Di Động, nhưng mà P&J lại xuất sắc hơn rất nhiều các công ty khác trong ngành về bán lẻ đấy. Như là ngành đấy, ngành Nghe trang trang sức. sức đối thì ngành bán lẻ chẳng rất kém. Vâng. Hồi đó mình nhớ nhầm là của đối thủ ngay sau của P&J là công ty nhỉ, Doji. Từ gì? Thì mình có đi khảo sát và mình trao đổi với những người phát triển hệ thống cửa hàng Doji, thì mới biết để phát triển được hệ thống như của P&J thì Doji rất là chật vật, rất là khó, nhà người tiếp theo, người second rất là Vâng. khó. Vâng. Và những cái cửa hàng vàng truyền thống như Bảo Tín, Minh Châu các khác thì người ta đi theo một hướng khác. Vậy là thực ra bản chất với cạnh tranh của P&J về bán lẻ là rất ít Vâng. đấy. Thế thì đó là một cái vượt trội so với công ty khác tại thời điểm đó. Và mình nghiên cứu xong mình thấy ok, nó là một cơ hội rất tốt để đầu tư. Thì lúc đấy là lại có một cái sự kiện rất là hay là P&J lúc đấy là phải trích lập ngân hàng Đông Á. Vâng. À, thế thì sau đấy thì giá cổ phiếu P&J đã đi xuống vào một thời gian rất dài Tức đúng là doanh nghiệp gặp khủng hoảng thì không? Họ thực ra họ gặp một cái gọi là one off về write-off, về lợi nhuận, nghĩa là vâng cái lợi nhuận nó sẽ tụt, nhưng nó không phải do cái hoạt động core họ bị ảnh hưởng. vâng Thì những cái trường hợp đấy xảy ra thì rất rất dễ để bạn mua cổ phiếu ở giá hấp hấp dẫn dẫn đó. Còn không thì bạn phải mua cổ phiếu giá cao hơn vâng đấy, chứ ít lắm, ít doanh nghiệp như thế mà có giá dẫn. Thì sau đó mình định đầu tư vâng kinh doanh và kết quả sau đấy thì Kết quả sau đấy mình không nhớ chính xác lắm, nhưng mà thực ra return khá là tốt đấy, ít vâng nhất là tăng gấp 2, gấp 3 lần so với giá mình mua ban đầu trong khoảng thời gian mình nghĩ trong vòng chưa đến 2 năm. vâng ở khía cạnh ngược lại thì nếu mà vẫn theo quy trình này thì có khi nào anh gặp thất bại anh có thể chia sẻ thêm về thất bại Có, không? mình thất bại thì có. Thất bại là cái mà cần phải nghiên cứu nhiều hơn là thành công. Đấy. Thì mình có hai cái case thất bại. Case thất bại từ đầu tiên là case thất bại về của Vinasun. Vinasun. Thì Vinasun lúc đấy thì mình lại nghiên cứu Vinasun theo chiều hướng không phải là một công ty rất tuyệt vời mà một công ty có giá rất là rẻ. Thế mình nhớ thời 2016, 2015, 2016, chắc tầm cuối 2016 thì Vinasun lúc đấy là bị cạnh tranh rất nhiều của Uber, Grab gì đấy. Và giá thực sự là rất rẻ. À, thì bên mình có một cái nghiên cứu và nghĩ là nếu mà Vinasun vượt qua được cái cạnh tranh đấy, Vâng. nghĩa là chỉ cần duy trì được thôi, thì với cái giá rất rẻ đấy thì giá cổ phiếu sẽ quay trở lại rất là tốt. Vâng. Thế mình cũng nghiên cứu, mình cũng đi điều tra chọn mẫu một số gọi là tài xế của Vinasun ở trong Sài Gòn. Thế nhưng mà vấn đề điều tra chọn mẫu thì mình lại gặp được cái mẫu rất là tốt, nhưng không đại diện cho population, nghĩa là cái mẫu này toàn những người chạy xe rất là tốt, họ thấy Vâng. ok, chạy rất tốt, khách hàng rất ok. Vâng. Nhưng mà thì đó, thì bên mình giúp kết luận à Vinasun không bị ảnh hưởng nhiều như mình thực tế nghĩ, Vâng. và mình có mua Vinasun. Thế nhưng sau đó thì cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nó cũng đi dần xuống, và nó thể hiện lại là bản thân cái việc nghiên cứu thực địa của mình chưa chính xác. Vâng. Và bên mình thì sau đó mình cũng phải quyết định là gọi là Cắt lỗ. exit cái deal đấy ở thua lỗ đó. Thế thì rõ ràng là cái việc nghiên cứu nó cũng có những lúc mà đưa ra cái quyết định sai khi mà những Vâng. thông tin thu thập không đủ hoặc không chính xác trong một cách nào đó. Em nhớ là hồi hồi mà Uber mới Grab vào ấy thì giá Vinasun tầm 40. Hồi năm khoảng tầm giữa năm 2016 ấy. Thì khi mà Uber Grab vào một thời gian thì Vinasun giảm xuống khoảng tầm khoảng 2x, khoảng tầm hơn 20. Thì em đoán là nhiều với anh Trung có được tình huống hay không, nhưng mà hồi đấy em cũng
nghiên cứu Vinasun tại giá hay đấy. Thế mình thì mua Vinasun mình nhớ không nhầm đâu, nó khoảng 17-18 rồi, về sau phải bán 13-14 gì đấy, đâu không nhớ, không nhầm, đó là một cây mà mình nghĩ là nghiên cứu thực địa là sai. Có một cây nữa bên mình cũng có cái sai lầm là về cây của VVBank. VVBank. Ừ. Mình nhớ đâu đó ở cuối 2017 đầu 2018 thì bên mình có đầu tư VVBank nó với giá P/BOOK khoảng gần 3 lần. 3 lần. P đâu đó khoảng 10 lần, quanh 10 lần. Ừ. Đại khái là vậy. Thì lúc đó thì VVBank cũng giai đoạn tăng trưởng rất tốt. Tăng trưởng rất tốt về khách hàng, về doanh thu, về lợi nhuận. Và bọn mình nghiên cứu cái thị trường thì lúc đấy mình tập trung vào cái thị trường của VVBank là thị trường của FB Credit. Vâng. Thì VVBank đấy là cho vay tiêu dùng đúng không anh? Đúng không? Cho vay tiêu dùng là dominate thị trường 50%. Thế thì thông thường là mình sẽ không đầu tư vào những công ty mà nó dominate thị trường 50% bởi vì cái growth sau đó khá là thấp. Vâng. Nhưng mà lúc đấy thì có một cái nghiên cứu thì mình nghĩ là bởi vì với cái thu nhập của Việt Nam tăng nhanh như vậy thì cái quy mô thị trường nó sẽ nở ra rất là nhanh. Nên mà mình mới đầu tư dựa trên cái việc là quy mô thị trường nở ra thì VVBank cần giữ được cái tốc độ, giữ thị phần, tăng trưởng một ít thị phần thì vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng. Thế nhưng mà thực tế thì sau đó thị trường không nở ra, cái quy mô thị trường nó không nở ra như mình kỳ vọng. Và VVBank thì khi đó họ FB Credit khoảng có 50% thị phần rồi thì họ rất khó để tăng trưởng được lên. Đó là một cái case mà còn mình mua ở một cái giá gọi là fair. Vâng. Nhưng mà giá hợp lý đó, đấy. Không quá đắt đâu. Thực sự mình nghĩ giờ mình vẫn nghĩ không phải là đắt. Vâng. Nhưng mà cái case đấy thì sau đó nó có hai cái sai thứ nhất là đấy. Mình nhìn về cái potential growth của công ty mình định giá sai. Vâng. Và cái thứ hai là cái case đấy thì sau mình rút ra một cái kinh nghiệm là thực ra mình cũng đầu tư cái case đấy ở khá là cuối của chu kỳ kinh tế rồi. Và khi ở cuối của chu kỳ kinh tế thì có rất nhiều cổ phiếu mặc dù ở fair vẫn sẽ bị giảm giá under fair khá nhiều. Vâng. Và nếu bạn là nhà đầu tư bạn có thể chịu được cái loss khoảng vài chục phần trăm trong việc under fair hay không. Thế thì sau đó mình cũng rút kinh nghiệm và sau đó mình tránh những cái trường hợp mà mình đầu tư ở cuối của chu kỳ kinh tế, bởi vì như thế thì kể cả đầu tư fair chúng ta cũng có cơ hội bị thua lỗ. Mặc đấy, dù theo thời gian 2017-2018 hồi đấy là cuối 2017 đến 2018 thì giai đoạn đó là một loạt nền kinh tế thế giới đi vào cái giai cuối và thị trường chứng khoán thì trừ Mỹ ra đa phần các thị trường chứng khoán đều tạo đỉnh vào đầu 2018. Ok, hay quá. Em có một câu hỏi, khi mà đọc cái chiến lý đầu tư của bên mình ấy thì em thấy là có một cái tiêu chí rất là rõ ràng về về lợi thế cạnh tranh như anh nói này, về tăng trưởng như anh nói này. Tăng trưởng thì bao gồm cả tăng trưởng của ngành, của doanh nghiệp. Về mức giá rẻ anh cũng có nói nhắc tới. Hay là tỷ suất sinh lời cao rồi, như anh có đọc là tăng trưởng 15% trở lên. Nhưng mà có một điểm em chưa thấy anh nhắc tới là ban lãnh đạo. Thì không biết là anh có view về, có đánh giá về ban lãnh đạo như thế nào? Thực ra ban lãnh đạo là một yếu tố rất rất quan trọng. Nó là một yếu tố định tính. Vâng. À. Thế thì nếu ban lãnh đạo ok thì nó cũng thể hiện ở các chỉ số đó. Vâng. Ok thì nó ra các chỉ số. Nhưng mà nó cũng cái rủi ro là họ đang ok nhưng mà trong tương lai họ không ok nữa. Thì như nào cái này? Thì đánh giá các bạn thì bọn mình có một cái kinh nghiệm là những cái rumor từ các công ty đối thủ cùng ngành. Vâng. Hoặc là từ những người mà có cái mối liên quan đến công ty. Vâng. Là business với công ty đó. Thì khi mà đa phần là với những cái thông tin đó thì các bạn phải xác định được, mình quan điểm mình xác định được 80-90% là ban lãnh đạo đấy về mặt đạo đức có tốt hay không. Vì nếu mà họ có một cái vấn đề không tốt về mặt đạo đức thì đa phần là đều có những cái thông tin nó sẽ trôi nổi đâu đó để bạn có thể lấy được. Và đối với mình là khi có những cái thông tin đó rồi dù mình không thể verify được 100% thì bọn mình rất cẩn trọng với một cơ hội đầu tư như vậy. Và như vậy anh về mặt tài năng thì anh cho rằng nó sẽ thể qua con số, về mặt đạo đức thì anh sẽ đánh giá chúng ta cái rumor được qua rumor sẽ qua rumor. Anh có thể chia sẻ thêm là trong các cái dàn lãnh đạo của Việt Nam
ít nhất là trong số 50 70 công ty mà anh có theo dõi thì anh đánh giá đội ngũ lãnh đạo nào cao nhất thôi. Về tài năng hay là về đạo đức? Cả hai đấy. Thực ra thì mình biết, thực ra mình thấy là có rất nhiều công ty hay. Về đạo đức thì rất nhiều công ty tốt, Vinamilk, Hòa Phát, Thế Giới Di Động, FPT, rất nhiều công ty tốt, khá nhiều. Về năng lực thì mình thấy nhỉ, thực ra mà nói thì thấy năng lực của đội ngũ của Thế Giới Di Động là một trong những đội ngũ của mình thấy là rất là tốt về mặt quản trị thì tốt. Còn ngoài Thế Giới Di Động ra thì có rất nhiều công ty tốt thể hiện ở những cái hiệu quả kinh doanh họ đã làm được. Hòa Phát, Vinamilk họ cũng là những công ty rất là mạnh quản trị và phát triển. Anh có thể chia sẻ thêm một chút là anh nhận diện đội ngũ Thế Giới Di Động có đội ngũ rất là rộng, có thể thể hiện qua một số cái điểm gì mà anh thấy thể hiện họ rất là giỏi? Rất là giỏi thì nó thể hiện ở hai cái. Thứ nhất là mình hay đánh giá công ty tốt hay không, thứ nhất là ở trên cái tỷ suất lợi nhuận, trên vốn chủ sở hữu họ đem lại là cái tái đầu tư cái lợi nhuận của cổ đông. Những công ty mà mình đánh giá là xuất sắc thì thông thường nó sẽ có return on equity khoảng 300%, 30% rất xuất sắc. Đấy. Thế thì và cái thứ hai là tăng trưởng nghĩa là sao? Bởi vì công ty nó có những giai đoạn, khi mà một công ty họ chiếm lĩnh được thị phần ngành nghề quá lớn rồi thì họ sẽ không còn tăng trưởng nữa. Ví dụ rất là tiêu biểu là Vinamilk, là khi họ đã chiếm thị phần quá lớn thì họ không còn thể tăng trưởng nữa, họ chỉ có tăng trưởng bằng cách là tăng trưởng theo quy mô của thị trường tăng lên thôi. Chứ họ làm gì còn gì để mà chiếm nữa đâu đó. Đấy, thế thì Thế Giới Động họ có một cái rất xuất sắc là họ đang làm một cái ngành hàng này, ví dụ hồi dâu họ làm bán điện thoại, thì họ đã xuất sắc ở lĩnh vực đấy, nhảy sang là bán điện máy và họ lại cũng xuất sắc ở lĩnh vực đấy. Cái việc mà chuyển đổi sang những lĩnh vực khác, cái tính cạnh tranh rất là cao, khó hơn rất nhiều đó. Và bây giờ Thế Giới họ lại sang làm một ngành hàng rất là khác, còn khó hơn rất nhiều, mình không biết có thành công hay không, nhưng mà bài khó đấy, đúng rồi, mình thấy là rất là khó, bởi vì những ngành hàng thì tính cạnh tranh cực kỳ khiếp và nó có tính chiến đấu liên tục trong một thời gian dài. Đấy, mình nghĩ là cái đấy là cái rất là khó, thì đó là những cái mà mình đánh giá. Còn cái vấn đề mà về đối thủ nói họ rất giỏi hoặc là cán bộ công nhân viên mà họ nói họ tuyệt vời thì thực ra những cái đấy là công ty tốt đều có hết, nhưng mà để mà chuyển liên tục ở những lĩnh vực khác nhau và liên tục thành công ở những lĩnh vực khác nhau thì là cái rất khó. Đúng rồi. Em nhớ trong cái quyển cổ phiếu thường và nhận phi thường này, thì em nhớ có một đoạn Philip Fisher cũng có nói như là trong việc đánh giá ban lãnh đạo thì năng lực, cái khả năng nghiên cứu phát triển và đưa ra sản phẩm mới rất quan trọng, bởi vì để có tiềm năng tăng trưởng, kéo dài tiềm năng tăng trưởng mà. Em nghĩ là trước khi mà kết thúc phần 1 thì chúng ta sẽ view về vĩ mô một chút, không biết là anh có view về vĩ mô của anh thì liệu sắp tới có rủi ro thì không, hoặc anh có đánh giá gì về vĩ mô không? Nghĩa là trong dài hạn. Về view vĩ mô của mình thì mình chỉ nhìn vào những cái chu kỳ lớn. Chu kỳ lớn nó mang tính chất là 5 năm trở lên, thường 7 đến 10 năm. Thì nếu mà nhận lại chu kỳ lớn thì mình nghĩ là gần đây nhất, hai chu kỳ gần đây nhất thì là bắt đầu là chu kỳ từ đáy lên là từ 2009 và kết thúc là 2020. Và đây là chu kỳ tiếp theo. Trước 2009 thì chính là cái chu kỳ mà 2000 đến 2007, thuộc ở Mỹ. Thế thì đấy là Mỹ và thế giới. Việt Nam thì mình cũng nghiên cứu thì mình thấy thực ra là cái chu kỳ về macro của Việt Nam là khá trùng lập với thế giới. Việt Nam thì chứng khoán cũng tạo đáy đúng vào tháng 3 2009. Thì sau đó là một chu kỳ đi lên của thị trường Việt Nam. Tuy nhiên sau đó thì Việt Nam lại có một cái là có một cái gọi là mini crisis ở trong giai đoạn 2011-2012. Sau khi đó thì lúc đó là thị trường chứng khoán Việt Nam cũng được tốt. Nhưng mà sau đó thì cái chu kỳ của Việt Nam kinh tế thị trường khoán kết thúc vào 2018 và nó lại bắt đầu đi lên từ tháng 3 2020. Thì nếu như theo những nghiên cứu của bên mình thì thường cái chu kỳ nó sẽ bắt đầu khoảng và kéo dài khoảng 7-10 năm, thì cái chu kỳ bắt đầu từ tháng 3 2020 của thế giới ở Việt Nam nó còn rất là dài để cho các nhà đầu tư. Và bên đầu tư thì chúng ta thứ nhất là ở cuối của chu kỳ nó xảy ra crisis,
Còn trong một cái chu kỳ mà đi lên thì thị trường điều chỉnh 15-20% là chuyện rất là bình thường, và tất cả những doanh nghiệp mà xuất sắc thì có thể rất dễ dàng, cổ phiếu có rất dễ dàng vượt qua được cái điều chỉnh 15-20% của thị trường đó. Thì bên mình nghiên cứu và mình chỉ để ý những chu kỳ lớn, và với view của mình là chu kỳ này nó còn kéo dài rất dài, 7 đến 10 năm nữa. Nghĩ là vậy. Cảm ơn anh. Ok, thì chúng ta sẽ bước sang phần 2 là phần so sánh một số cơ hội đầu tư cụ thể ấy. Thì như phần vừa nãy chúng ta trao đổi thì nó là phần học thuyết và lý thuyết. Bây giờ mình vào một số cơ hội đầu tư cụ thể. Thì ở đây em có liệt kê ra ba cổ phiếu vốn hóa lớn đấy, Ga, Vinamilk và Techcombank. Thì từ cái gì lần trước thì em nghĩ là nó cũng chưa thay đổi nhiều về vốn hóa nhiều. Nghĩa là nếu mà được chọn đầu tư trong một trong ba cổ phiếu này, em nghĩ là anh sẽ lựa chọn doanh nghiệp nào? Thì ở đây chúng ta nhìn ngay vào hai cái đấy. Đầu tiên mình nhìn thấy là VBook, là rõ ràng là Vinamilk rất là đắt rồi. Vinamilk VBook 6 lần, Gap có 3.3, Techcombank 2.4 lần. PE thì Techcombank cũng đang rẻ nhất. Và nhìn ba doanh nghiệp này mình không nhìn thấy Vinamilk có cửa tăng trưởng. Vinamilk không tăng trưởng. Gas thì nó là cổ phiếu mang tính commodity khá là nhiều. Vâng. Ở Techcombank thì đang nằm ở trong một cái ngành tăng trưởng của ngành khá là tốt, Ừ. 10-15%. Vâng. Ngành ngân hàng ngành phải nói nhìn là tăng trưởng của ngành khá là tốt. Và Techcombank thì mình đánh giá là ngân hàng thuộc những ngân hàng tốt nhất trong ngành ngân hàng về Vâng. tính cạnh tranh. Vâng. Thì ở đây nếu mà nhìn các chỉ số và với giá hiện tại thì mình sẽ chọn Techcombank, sau đó đến Gas và Vinamilk là lựa chọn cuối cùng. Đấy là nếu phải lựa chọn, cần thời gian mình sẽ không đầu tư vào Vinamilk. À, còn này nếu mà dòng vốn hóa lớn thì anh có, tức là nếu mà có lựa chọn khác thì anh có sẽ không không lựa chọn ba cổ phiếu này không anh? Nếu nó lựa chọn khác thì có một số công ty, nhưng Techcombank cũng vẫn là sẽ là một trong những công ty mà mình có thể lựa chọn. Nếu mà phải gặp có lựa chọn khác, Techcombank khá là tốt. Tại tại mức giá này. Đánh giá hiện tại Techcombank khá là tốt. Cảm ơn anh. Ok, thì mình chuyển sang cái phần cổ phiếu vốn hóa trung bình đi. Thì em ở đây có Masanri và Vincostone. Bên này anh Trung sẽ Thực ra mà nói về business ấy, thì mình thích nhất là Maxan, Midline, chọn. ở đây là Midline đúng không? Đúng rồi. Tại vì mình có một cái là tại vì khi mà mình nghiên cứu công ty mình rất hay đi trải nghiệm sản phẩm, mình rất thích cái sản phẩm của Midline và mình nghĩ là sản phẩm này sẽ thành công. Nhưng Nào. chỉ có một điều là công ty được định giá quá Quá đắt vậy. đắt. Thế mà P 10 lần trong mua luôn. P là 74 lần. Đó. Ri thì bản chất của Ri là một công ty đầu tư, và cái ngành của họ đầu tư là cái ngành rất là defense, ngành utilities. Và Thì đâu đó Ri khá là an toàn để đầu tư nhưng mà không quá hấp dẫn về mặt tăng trưởng. Nếu mà với PE của Ri là 10 lần và Coastal 12 lần thì mình vẫn prefer với Coastal hơn, bởi vì ít nhất họ có một cái tăng trưởng tốt hơn Ri về mặt doanh thu và lợi nhuận. vâng. Đấy, thì ở đây mình sẽ chọn Coastal trong bảng tin. Nhưng cái P của Masan Midline này 74 lần thì mình và anh có xem thế là yếu tố chu kỳ, hoặc là ví dụ theo theo hiểu là cái ngành họ có hai mảng, một là mảng sản phẩm thịt, thứ hai là mảng thức ăn gia súc ấy. Thì mảng thức ăn thì họ có bị ảnh hưởng vì giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao rồi dịch Covid các thứ. Cái thứ hai là mảng mảng chế biến thịt ấy, thì họ đang mới phát triển sản phẩm thì họ đang chịu chịu lỗ, cho nên là có thể nó chưa phản ánh cái tương lai, nó chưa phản ánh hết. À, nếu mà mình chỉ nhìn mức định giá như thế thì có thể em sợ nó chưa phản ánh hết bức tranh của doanh nghiệp. Yes, cái đấy thì có hoàn toàn là mình chưa phản ánh hết bức tranh của doanh nghiệp. Và Nhưng mà với cái định giá cao như này thì giả sử nó phản ánh tốt đi, ví dụ lợi nhuận bây giờ của Midline mà tăng lên, mình nghĩ là tăng lên khoảng độ gấp 3 lần như thì P cũng phải vẫn phải về 20 lần. Đúng không? Và để tăng lên 3 lần thì một công ty quy mô lớn nên tăng lợi nhuận gấp 3 lần cũng phải dễ. Cái Vâng. vấn đề ở đây là nếu mà như mình sẽ nghiên cứu Midline và mình đợi đến lúc mà mức định giá hợp lý. Định giá hợp lý nó sẽ ở hai cái: một là giá cổ phiếu giảm để định giá hợp lý, Vâng. hai là giá cổ phiếu không giảm nhưng lợi nhuận tăng đến một mức nào đấy để cái định giá hợp lý. Vì mình mua ở bây giờ mà 5 năm nữa lợi nhuận nó tăng lên để P 10 thì thực ra mình đang lãng phí 5 năm. Vâng. Mình có thể đầu tư những cổ phiếu khác và đợi lúc nào lợi nhuận nó tăng lên. Thì có rất nhiều cổ phiếu đấy mình nhìn thấy, ví dụ như là Vinhome là một cổ phiếu rất là rõ ràng cái vấn đề đấy, khi mà lên cách đấy 3 năm. Khi lên sàn thì cái định giá cái giá ngang ngang như bây giờ, Vâng. và từ đó đến giờ thì lợi nhuận của Vinhome đã tăng lên gần gấp 3 lần Vâng. và giá đã thay đổi. Vâng. Vậy thì có phải bản chất là mình mua ở đấy thì
dù nó công ty tốt thật nhưng mà bởi vì cái định giá nó quá cao nên cái lợi nhuận nó cần thời gian để đưa cái định giá về mười hợp kim lý đó. Thế thì đầu tư vẫn có thể kiếm được tiền nhưng mà cái tỷ suất lợi nhuận của bạn mình sẽ bị tụt xuống qua một thời gian dài. luôn. Vậy anh cho mức pi mày làm thì thấy hợp lý hơn. Đúng không? Với kinh nghiệm của mình là đầu tư một mức P quá cao khá là rủi ro khi mà những cái dự báo lạc quan của mình nó không thành hiện thực. Còn đầu tư mức P thấp thì dự báo lạc quan của mình không thành hiện thực thì ít nhất là mình cũng còn protect được tiền của mình. Bạn em tin của mình. Đúng không? Ok, còn đây là ba cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Chúng ta có FPT Retail này, có Mai Xuân Hồng và Nam Việt. Không biết là anh sẽ được Thực lựa ra nhìn đây thì mình sẽ không chọn FPT Retail bởi vì mình nghiên cứu ngành retail khá nhiều. FPT ba cổ Retail thì họ không có lợi thế đặc biệt trong ngành này. phiếu nào. Ngành khá là cạnh tranh và với giá hiện tại của họ thì quá là đắt. Bỏ qua. Nam Việt cũng là công ty khá ok nhưng ngành của họ cũng mang tính chu kỳ rất lớn với ngành cá tra thì nó phụ thuộc rất nhiều vào việc cung cầu của ngành. Khi mà giá tốt thì cung ngành lên rất nhanh mà khi giá tệ giá cá tra tệ thì cung của ngành giảm rất nhanh đấy thì nó cứ vòng quay nó việc lại. Mai Sông Hồng ở đây nếu mà mình nhìn cái chỉ số ở lại thì khá là ok. Mai Sông Hồng là một trong công ty vốn hóa nhỏ rất tốt bởi vì return on equity của họ bình quân khá khá cao nếu không nhầm khoảng trên 30%. Growth của họ duy trì được rất tốt 15-20% thì với mức giá hiện tại mình sẽ chọn Mai Sông Hồng. Này khá là thú vị ấy, tại vì em thấy là trong chương trình lần trước thì anh em có làm với anh Tường thì anh Tường khá thích Nam Việt. Trong ngắn hạn thì anh cho rằng là cái biên lợi nhuận nó có thể cải thiện trong ngắn hạn bởi vì họ đang ở như kiểu là đáy đáy của chu kỳ ấy, và anh dự kiến sắp tới là biên lợi nhuận có thể tăng lên. Còn Mai Siêu Hồng thì anh có vẻ không thích ban lãnh đạo cho Ok, nếu mà thực ra Nam Việt ban lãnh đạo thì cũng cũng không phải là không được tốt hơn Mai Xuân Hồng nhiều lắm đâu, mình nghĩ là vậy. và cảm ơn. Chắc hết tầm khoảng tầm 35 phút rồi thì bây giờ em xin phép chuyển sang phần Ok. câu hỏi cho khán giả anh nhé. Em Ok. thấy cũng khá là nhiều câu hỏi rồi và em xin nhắc lại là có ba câu hỏi mà hay nhất do anh Trung lựa chọn thì sẽ được phần quà của chương trình. Nhiều câu hỏi em phải đặt lại một chút ưu tiên các bạn mà hỏi trước ấy. Đây, em xin phép đặt câu hỏi của bạn Nguyễn Bảo Ngọc. Bạn hỏi là cả hai anh thì đều theo hướng đầu tư giá trị, vậy ngoài việc mua và nắm giữ dài hạn thì nhà đầu tư cá nhân có thể kết hợp thêm các cái công cụ gì để đạt lợi nhuận tốt hơn hay không, ví dụ như là phái sinh margin, cover warrant, vân vân. Thực ra đầu tư giá trị là cách thức lựa chọn cổ phiếu. Cách thức lựa chọn phiếu. Còn nếu mà chúng ta muốn kết hợp về phái sinh margin thì nó là những cái kỹ thuật để tăng rủi ro và tăng lợi nhuận. Thì nói trước nó là tăng rủi ro và tăng lợi nhuận chứ không phải tăng lợi nhuận và tăng rủi ro nhé. Thì cái việc đấy nó phụ thuộc vào kỹ thuật của mỗi người có khả năng lực ở cái việc đấy. Nhưng đối với mình thì đối với nhà đầu tư cá nhân thì phái sinh khá là phức tạp và khá là nguy hiểm. Vâng. Margin thì có thể nhưng mà mình nghĩ đối với nhà đầu tư cá nhân thì nên là một tỷ lệ rất là vừa phải. Theo quan điểm mình nhà đầu tư không, không nên margin quá 30% là 10 đồng tài sản không nên vay quá 3 đồng thì nó sẽ ở một trạng thái hợp lý. Còn tốt nhất là không margin. Tại vì thực ra chúng ta các nhà đầu tư cá nhân mà không đầu tư chuyên nghiệp full time thì tốt nhất là đầu tư bình thường chúng ta sẽ cũng vẫn đạt được một tỷ suất lợi nhuận khá là ok. Còn với nhà đầu tư chuyên nghiệp thì là chuyện khác đúng Nhà đầu tư chuyên nghiệp thì tùy, không? mình nghĩ là nếu dùng các công cụ tài chính thì cái mức mức độ rủi ro nó sẽ tăng lên, Vâng. nhưng mà như thế thì cái việc tập trung trong những giai đoạn sử dụng các công cụ tài chính là phải tập trung rất cao độ vì cái biến động của nó sẽ rất lớn và một người không thể tập trung cao độ suốt thời gian được. Không thể ngày nào cũng tập trung cao độ được đâu, không đủ năng lượng để làm được đấy. Thế thì mình phải lựa chọn tùy những lúc nào mình cảm thấy phù hợp. Cảm ơn anh. Em xin chuyển sang câu hỏi thứ hai là của bạn Lê Phước Sang.
bạn này hỏi là câu hỏi về lãi kép, là cách sử dụng hiệu quả lãi kép trong chứng khoán và có những chú ý nào khi sử dụng lãi kép trong chứng khoán hay không? Về lãi kép thì như này, lãi kép thì bản chất nó là công thức toán học thôi. Lợi nhuận được tích lũy lại nhân lên thì qua thời gian thì nó sẽ nhân lên thành một cái con số rất là lớn. Còn nếu chúng ta cứ đầu tư mỗi năm lãi 20% và rút 20% để tiêu máu đi thì sau bao nhiêu năm nó vẫn từng lấy tiền. Đấy, nhưng mà nếu mỗi năm 20% và chúng ta cứ tích lũy lại để đầu tư thì nó sẽ là một con số rất lớn. Và nếu mà cái đặt bút nhân thì rất là khủng khiếp. Chung nhớ là hồi xưa khi mà mình mới bắt đầu thành lập công ty thì cũng đề ra mức tỷ suất lợi nhuận 20% và đặt một bút tính đâu đó là nếu một nhà đầu tư 100 triệu khi bắt đầu đi làm chẳng hạn thì sau khoảng 40 năm thì đâu có khoảng 100 tỷ nhân lên thôi. Thì các nhà đầu tư bảo kiểu nó là một loại hình như kiểu đa cấp con số nhưng mà thực ra đó là phép toán thì bởi vì cái lãi kép nó đem lại một con số rất là khủng khiếp. Cái lưu ý của lãi kép là nếu mà chúng ta không lãi kép mà chúng ta lỗ kép thì ngược lại con số nó rất là khủng khiếp, mỗi năm lỗ 20% thì rất là nhanh. Đấy thì nó là hai mặt của vấn đề. Vậy thì cái quan trọng trong đầu tư làm sao mà không được lỗ, và lãi đều đặn thì cái nhân lên rất nhiều, chỉ cần một năm lỗ thì cái việc nhân lên nó sẽ nó cái, theo cái chiều ngược lại và nó ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận rất nhiều. Và bọn em cũng có khóa học về đầu tư chứng khoán, thì trong khóa học em có hỏi các nhà đầu tư là làm nào để gia tăng tài sản 100 lần. Thì nếu mà bắt đầu 1 tỷ đầu tư với lợi suất là 26% một năm trong vòng 30 năm thì sẽ tăng lên là 1.000 lần, đâu đấy khoảng 1.000 tỷ. Ồ nhiều thế à? Nhưng mà mục tiêu là như thế, nhưng chắc chắn là mình sẽ không, thường thường là mục tiêu hơi cao mình sẽ không đạt được. Ví dụ mình chỉ cần đạt được khoảng tầm 20% trong vòng 20 năm, bắt đầu với 1 tỷ thì nó sẽ đạt được tầm 100 lần. Thế là tốt đấy nha, 1 tỷ bỏ ra 20 năm nên 100 tỷ. Thế là đủ về hưu rồi, thì 100 tỷ về hưu quá tuyệt vời. Tại vì thường thường là mình đặt ra bài toán đấy, thì vì thường thường đầu tư xác định đầu tư chứng khoán theo em hiểu mình phải đầu tư dài hạn đấy, đúng không anh? Như em nước ngoài em thấy là đã xác định vào kênh đầu tư chứng khoán là thời gian đầu tư nó phải từ 2 năm đến 3 năm trở lên, còn nếu không thì không tham gia kênh đầu tư chứng khoán mà tham gia kênh đầu tư cổ phiếu, trái phiếu như hạn thì nó sẽ phù hợp hơn. Em xin chuyển ra câu hỏi thứ hai là của bạn Hòa Lê, là cho em hỏi biên an toàn của PI, tức là của Passive Investment là bao nhiêu phần trăm? Cái câu hỏi này nó khá phức tạp về mặt kỹ thuật. Biên an toàn ở đây là một khái niệm rất là quan trọng trong đầu tư, đúng không? Nghĩa là chúng ta mua hơn thấp hơn cái fair value ở một tỷ lệ nào đó. Vâng. Thế thì mình nghĩ là nếu mà thấp hơn fair value khoảng 30% là khá là an toàn. Vâng. Nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở chỗ là cái fair value mình định giá có chuẩn không, hay mình định giá lên trên trời thôi đưa biên an toàn. Vâng. Thì cái key mình vẫn nghĩ là phải đúng, đúng là sao mình định giá đúng công ty. Vâng. Phù hợp thì khi mình ra biên toàn chỉ cần 20-30% là khá ok. Còn khi mà cái việc đánh giá của mình cảm thấy cái xác suất sai nó quá cao, vâng, một là mình không đầu tư, hay là mình để biên toàn sông nữa, thì nó có thể 50-60% phụ thuộc tùy vào đánh giá của công ty đó. Vâng, cảm ơn anh. Có một câu hỏi của bạn Nguyễn Minh Đức là họ muốn hỏi anh Trung là xử lý những khoản đầu tư thua lỗ như thế nào? Phải nói là xử lý khoản đầu tư thua lỗ là một cái cực kỳ khó, kể cả đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp. Vâng. Bởi vì sao? Kể cả như mình là đầu tư chuyên nghiệp, mình đã làm rất lâu, đối với những khoản đầu tư thua lỗ mình, đôi khi mình cũng có tâm lý là sao? Ví dụ trong năm nay mình, ví dụ mình có một khoản đầu tư thua lỗ luôn trong năm 2021 và sau đó mình đã xác định là sai. Vâng. Đầu tư sai về mặt eBay, tính toán sai, nhưng mình vẫn ngồi và hy vọng là bởi vì thị trường đang rất tốt cổ phiếu nó sẽ lên, hòa vốn thì mình đi ra, hoặc có lãi thì đi ra, nhưng mà cuối cùng thì nó không đạt như vậy. Thế thì nó phải như này, nó phải xác định rõ ràng cái plan ban đầu của bạn là khi bạn muốn xử lý khoản đầu tư nó, bạn phải plan ngay từ đầu mình sẽ vào giá này bởi vì lý do này. Nếu cái lý do này không đạt được thì không quan tâm đến ở mức giá, mình phải đi ra, nó đã sai thì phải đi ra. Vâng. Không cần phải đợi chờ tiếp cố gắng để thêm 5-7% nữa, bởi vì mình rất hay quan tâm đi đấy. Thế thì cái đấy là vấn đề tâm lý chứ không phải vấn đề kỹ thuật xử lý. Trong trường hợp của anh thì anh đã bán phần đấy chưa anh? Mình đã xử lý rồi đó, và xử lý là lỗ đó, chấp nhận như thế. Nhưng mà thực ra là khó, rất khó đấy, cực kỳ khó luôn. Câu hỏi khó đấy, câu hỏi hay đấy.
những câu hỏi này chắc được thật thường đấy. Câu hỏi của nhà đầu tư Đỗ Vương là: nếu anh chọn những cái cổ phiếu theo yếu tố cơ bản nhưng mà nhiều khi những cổ phiếu đó 1-2 năm vẫn chưa chạy về giá trị thật, thì làm sao mà anh chọn được những cái cổ phiếu có cơ bản tốt và biết được là trong thời gian ngắn, bạn dùng từ thời gian ngắn, nghĩa là không giả, tức là sau đó thì giá cổ phiếu sẽ chạy về giá trị thật. Hồi xưa mình nhớ cái năm khoảng độ 2009 hay 2010 mình có tham gia hội thảo ở đâu đó bên Hồng Kông, thì FPC có nghiên cứu về thị trường châu Á. Châu Á. Thì họ nghiên cứu là yếu tố giá cổ phiếu và FA của cổ phiếu thị trường châu Á. Vâng. Nó sẽ đi song hành với nhau và chậm nhất chỉ là khoảng 8 đến 12 tháng giá cổ phiếu sẽ đi chậm hơn. Vâng. Đấy. Thế thì lúc đó thì thị trường Việt Nam cái thời đó thì cái vấn đề của yếu tố FA với giá cổ phiếu nó đi song hành nhau cũng khá là lâu, rất vâng. lâu, cũng cổ phiếu tốt có thể mới tăng giá. Vâng. Và lúc đó nhà đầu tư giá trị phải đợi rất là lâu. Vâng. Nhưng mà theo dõi dần dần gần đây thì mình thấy là càng ngày thì cái yếu tố về FA của doanh nghiệp nó càng diễn biến gần với yếu tố giá cổ phiếu rất nhiều. Nó không còn đợi lâu nữa. Vâng. Và nếu ở thị trường Việt Nam bây giờ mà cổ phiếu bạn nghĩ là rất tốt, có giá trị mà bạn đầu tư vào 2 năm nó vẫn chưa thay đổi về giá thì có thể khả năng cao là đánh giá của bạn sai. Thì mình có học được một cái bài học rất hay từ một người bạn. Anh này từng là giám đốc đầu tư của MBS. Vâng. Anh Trần Tài. Vâng, anh Tài. Anh ấy thì là phong cách của anh ấy là thiên về là trader. Vâng. Và anh ấy rất hay đọc những cái phản hồi của thị trường, là phản hồi từ giá cổ phiếu. Vâng. Đối với những nhận định của mình có đúng hay không, thì với quan điểm anh ấy, khi mà giá cổ phiếu diễn biến không đúng với mình dự kiến thì đâu đó có khả năng là mình sai. Trước kia thì chung đầu tư thì chúng thiên về cái việc là mình đã nghiên cứu FA và chắc chắn là đúng, giá cổ phiếu nó phải đi như thế. Thế đôi lúc nó diễn biến không như vậy, không biết là nhà chả biết làm nhà hay là thị trường nó sai. Nhưng mà sau đó thì mình có rút kinh nghiệm là khi mà mình có một cái plan về FA, mình nghiên cứu và mình đưa ra những cái mốc là giá cổ phiếu nó sẽ diễn biến theo cái diễn biến FA. Thế thì khi mà giá cổ phiếu nó không diễn biến như thế thì có khả năng, hai khả năng: một là mình vẫn đúng nhưng thị trường chưa nhận ra, hai là mình sai nhận định và thị trường đã nhận ra cái điều đấy. Thế thì khi mà nó diễn biến thế thì mình phải rất cẩn thận và mình nghiên cứu rất kỹ những cái nghiên cứu của mình về FA. Và những cái việc như thế, như là lấy cái phản hồi của giá để giả soát lại, không phải để thay đổi nhưng mà giả soát lại những nhận định của mình, nó giúp mình rất nhiều trong cái việc là tránh được những sai lầm đang diễn ra của bản thân mình. Đấy, thế thì mình nghĩ là nhà đầu tư giá trị ở thị trường Việt Nam hiện tại không phải đợi lâu đâu. 3 tháng, 6 tháng là cùng là giá cổ phiếu sẽ diễn biến nếu bạn chọn đúng cổ phiếu và fundamental của nó diễn biến tốt. Liệu rằng là những cái cổ phiếu mà vốn hóa lớn chẳng hạn, tức là thanh khoản cao, so với cả những cổ phiếu vốn hóa nhỏ thanh khoản thấp hơn chẳng hạn, thì cái kiểu như là cái quá trình mà nó thị trường phản ánh đúng cái giá trị thật của doanh nghiệp nó có khác nhau giữa hai nhóm đấy không anh? Có, chính xác là có. Bởi vì sao? Bởi vì là cái các cái cổ phiếu mà vốn hóa nhỏ nó có một yếu tố là liquidity, nghĩa là thanh khoản thấp. Thanh khoản thấp thì khi mà đầu tư thì những nhà đầu tư lớn hơn một chút, chuyên nghiệp hơn chút, họ muốn tham gia đầu tư thì họ phải trả một cái premium cho liquidity, giá cao hơn, nghĩa là muốn mua thì phải mua cao hơn và muốn bán thì bán thấp hơn. Thế thì cái khoảng chênh đấy chính là cái khoảng mà mình nghĩ là nó làm cho cái fair value của các cổ phiếu nhỏ nó chênh lệch so với giá thị trường. Có khi những cái khoảng đấy nó lên đến 15-20%. Thế thì rõ ràng là những cổ phiếu mà cái vấn đề thanh khoản không là vấn đề thì cái diễn biến giá họ gần với yếu tố FA hơn rất nhiều. Còn những cổ phiếu nhỏ thì bởi vì yếu tố liquidity nên nó sẽ diễn biến khác hơn một chút. Đúng, có rồi. Một cái ghép vào đây. Em xin chuyển đến câu hỏi của bạn Thanh Như là: trong danh mục đầu tư thì anh phân bổ những cổ phiếu tăng trưởng không ạ? Hay mình phân bổ vào cổ phiếu giá trị? Nghiên cứu của anh thì mình có dự đoán giá trị tăng trưởng trong bao lâu không? Làm thế nào để dự đoán được? Các bạn này, bạn ấy đang phân biệt giữa cổ phiếu giá trị và cổ phiếu tăng trưởng. Thực ra thì bên mình thì không phân biệt thế, nhưng mình cũng có phân biệt thành nhóm mà có công ty xuất sắc là công ty tăng trưởng rất tốt và nhóm đấy là nhóm ưu tiên số 1 của mình.
là mình có thể, nếu mà có vài công ty xuất sắc thế, mình có thể đầu tư toàn bộ vào những công ty xuất sắc đấy, không cần quan tâm công ty khác. Còn khi không có thì bọn mình cũng đầu tư nhóm tiếp theo, nhưng đâu đó hy vọng của bên Passion khi đầu tư là sẽ có thể đầu tư 60-80% của follow vào những công ty tăng trưởng, chỉ còn dành phần rất nhỏ cho những cái cơ hội khác thôi. Em thấy có nhiều người họ phân biệt giữa đầu tư giá trị và đầu tư tăng trưởng ấy, anh có cho rằng hai cái phương pháp này nó khác biệt nhau không? Thực ra thì mình nghĩ là không. Vấn đề ở đây nói về đầu tư giá trị, người ta thể hiện một cái điều theo quan điểm mình là so sánh giữa giá phải trả và cái giá trị thật. Thế thì trong cái nhóm tăng trưởng, nhóm bình thường thì họ cũng, mình cũng tính ra một cái giá, giá trị và cái giá phải trả, thì nó vẫn là nằm trong cái phạm trù của đầu tư giá trị thôi. Còn đây như bạn còn một câu hỏi về cái gì nữa nhỉ? Bạn ấy hỏi là nghiên cứu của anh thì có dự đoán được giá trị tăng trưởng trong bao lâu không? Tiềm năng tăng trưởng tương lai. Có, thông thường mà mình nghiên cứu thì bọn mình sẽ phải có tầm nhìn, nếu mà đối với những công ty tăng trưởng bọn mình phải tầm nhìn ít nhất là 3 năm. 3 năm. Phải nói là bọn mình có đầu tư, bọn mình nghiên cứu, bọn mình sẽ có tính chất gối đầu. Nghĩa là sao? Hiện tại có một danh mục mình có những cổ phiếu này, mình đang đầu tư. Nhưng mình đã nghiên cứu những cổ phiếu khác mà cho sang năm hoặc sang năm nữa mình sẽ đầu tư dựa trên những cái nghiên cứu của mình. Và nếu đó rõ ràng là mình phải có tầm nhìn cho công ty đến 3 đến 5 năm trở lên. Em xin chuyển câu hỏi của bạn Phạm Long. Là bạn ấy hỏi là nếu mà theo phương pháp của anh, tức là theo phương pháp đầu tư giá trị ấy, mà muốn thành công thì một nhà đầu tư cá nhân đơn độc có cần điều chỉnh gì không? Và tại vì là vì không có team hỗ trợ mà cá nhân thì luôn có những cái giới hạn về cái đầu tư. Cái câu hỏi này là cái mà mình cũng đang nghiên cứu rất nhiều. Thực ra nếu nhà đầu tư cá nhân theo đầu tư phương pháp giá trị không có nguồn lực lớn để hỗ trợ, không thể nghiên cứu sâu được. Nếu các bạn kỳ vọng một tỷ suất lợi nhuận khoảng 15%, mình nghĩ là làm được. Cách làm là sẽ là nhà các bạn sẽ chỉ đầu tư những cái cổ phiếu dựa thuần túy dựa trên các cái yếu tố về các chỉ số tài chính, PE, PBook, tăng trưởng. Nghĩa là bạn thuần túy bạn chỉ lọc từ báo cáo tài chính về mặt định lượng, định lượng hoàn toàn, không cần phải nghiên cứu công ty vì làm gì có thời gian nghiên cứu công ty. Nhưng chúng ta phải tuân thủ hai nguyên tắc, là thứ nhất là chỉ mua khi rẻ, đắt bỏ qua, và cái thứ hai là phải đa dạng danh mục 10-20 cổ phiếu. Bởi vì mình sẽ rơi vào những trường hợp những cổ phiếu đó nó không tốt thật sự như cái báo cáo của nó, bởi mình có nghiên cứu được đâu. Thì phương pháp này cũng được ứng dụng rất nhiều, và có rất nhiều người thành công với phương pháp này, đem lại tỷ suất lợi nhuận 15-20% đó, không phải khó đâu. Có một câu hỏi của anh hiệp sĩ là cho em hỏi là theo anh thì anh ấy hỏi triển vọng ngành, và triển vọng ngành có tăng trưởng cao từ năm cuối năm nay tới sang năm sau, nhưng anh có đánh giá nhận định về những ngành nào không? Từ cuối năm nay đến đầu năm sau thì mình nghĩ là như này, với cái việc kinh tế sẽ mở cửa trở lại thì những cái ngành mà bị ảnh hưởng nặng nhất về Covid sẽ là những ngành mà phục hồi, và giá cổ phiếu của những công ty trong những ngành đấy sẽ là những công ty mà có cái giá cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất trong thời điểm cuối năm nay đầu sang năm. Thì có rất nhiều ngành, từ bán lẻ đến hàng không, rồi những ngành sản xuất mà bị ảnh hưởng bởi Covid, nếu có thì các bạn có thể nghiên cứu những ngành đấy. Cảm ơn anh. Có câu hỏi của bạn là Mạnh Trần, là bạn này cũng đang đầu tư theo đầu tư giá trị dựa trên phân tích cơ bản là chính. Với phương pháp này thì theo anh làm thế nào để biết được chu kỳ kinh tế, làm thế nào để biết được chu kỳ kinh tế, xu hướng ngành phát triển để phân tích và lựa chọn được những cái cổ phiếu tốt để ra quyết định đầu tư trong trung và dài hạn? Cái chu kỳ kinh tế là một cái lĩnh vực rất là khó, có phải nói là rất khó. Nhưng mà mình nghĩ là chu kỳ kinh tế thì mình sẽ phải, muốn nhìn chu kỳ kinh tế thì mình phải nhìn chu kỳ kinh tế thế giới, bởi vì chu kỳ kinh tế của thế giới và đặc biệt là Mỹ thì nó sẽ tác động đến chu kỳ kinh tế của nước khác. Ví dụ Việt Nam chỉ là một thành phần trong cái chu kỳ kinh tế đấy, thì khi mà chu kỳ kinh tế lớn nó thay đổi, chắc chắn Việt Nam sẽ bị thay đổi. Thế thì chu kỳ kinh tế lớn thì mình thấy là Mỹ nó cũng có định nghĩa về chu kỳ kinh tế đấy, là khi nào họ công bố là hết khủng hoảng sang cái gì mới thì có.
nhưng mà thường thì sẽ chậm, đâu đó thì sau khoảng 2 năm sau cái đáy khủng hoảng thì họ sẽ đấy là khủng hoảng kết thúc. Thế cổ phiếu lên thì lên hết, nhưng mà thực ra vẫn còn ra tiếp theo đấy không phải kiếm quá nhiều tiền thôi. Đấy thì muốn nghiên cứu sâu hơn thì các bạn phải chấp nhận rủi ro hơn, nhưng mình nghĩ là để mà nói để một nhà đầu tư cá nhân làm cái đấy là rất khó, khó hơn nghiên cứu cổ phiếu rất nhiều, lên. khó. Còn lựa chọn ngành tăng trưởng, ngành nào trong chu kỳ nào thì nó có nghiên cứu ấy. Nó có một cái nghiên cứu, gần đây mình có đọc nghiên cứu của Fidelity, nó cũng về chu kỳ kinh tế. Vì ví dụ như bây giờ mình tính là early cycle thì các ngành có lợi là ngân hàng, commodities, sản xuất công nghiệp, đó là trong early cycle, thì nó cũng thể hiện đúng là vừa những ngành đấy tăng trưởng rất tốt trên thế giới và ở Việt Nam đó. Thế thì các bạn muốn biết là ngành nào tiếp tục tăng trưởng thì các bạn tập những cái nghiên cứu đấy. Tất nhiên là mỗi một chu kỳ và mỗi một quốc gia nó sẽ có sự khác biệt nhỏ nhỏ đó, thì cơ bản nó đều thể hiện đấy. Ok anh, câu hỏi của bạn Nguyễn Đức Phi là cảm ơn anh Trung đã chia sẻ. Như anh có nói thì là Pi sẽ ưu tiên tìm những ý tưởng về các cái công ty tăng trưởng và chỉ đầu tư khi mà cổ phiếu có mức giá hợp lý. Thì anh cho em hỏi là mình sẽ sử dụng phương pháp nào để tìm ra giá trị hợp lý của cổ phiếu và bao nhiêu thì mức bao nhiêu thì là hợp lý trong thời gian nắm giữ, thì cho nên giá cổ phiếu chạy vượt so với kỳ vọng của Pi thì Pi sẽ chờ kết quả kinh doanh tiếp theo hay là chủ động chốt lời khi mà tùy theo từng trường hợp. Có rất nhiều chỉ số để đánh giá một cổ phiếu có giá bao nhiêu hợp lý. Nhưng mà theo nghiên cứu của mình ấy, thì cái chỉ số đơn giản nhất và ứng dụng cao nhất chính là PE, chứ không phải các chỉ số DCF thì phức tạp đâu. DCF là đầu tư không hiểu nó có phức tạp. Chỉ số PE là chỉ số dễ nhất và tính ứng dụng cao nhất và hiệu quả cao nhất, tất nhiên không thể đúng trong mọi trường hợp. Thì bên mình có dùng chỉ số PE rất nhiều, bên cạnh đó mình có dùng PBook là cái thứ hai, cái thứ ba là PSale, nhưng mà xếp thứ tự thì Tức mình là lợi nhuận trên doanh thu, phải không ạ? À, mức giá trên doanh thu. Đấy. Thì xếp thứ tự thì mình nghĩ là mình sẽ quyết định PE phải đến 80-90% cho cái việc quyết định đầu tư rồi. PBook phần còn lại của PSale gần như là một cái indicator để theo dõi. Đấy. Đó là về các chỉ số. Còn rõ ràng là bọn mình sẽ ước tính, đơn giản là bọn mình sẽ ước tính là đầu tiên mình ước tính lợi nhuận của một doanh nghiệp, doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận nó sẽ là bao nhiêu cho năm nay, năm sau nữa, quý này, quý sau nữa, và ở mức giá P hợp lý trả cho doanh nghiệp đấy sẽ là bao nhiêu. Ví dụ nó sẽ xoay với tương quan với cái lãi suất ngân hàng đó, thì lãi suất ngân hàng càng thấp thì cái P có thể trả là càng cao đấy. Và sau đó thì bọn mình sẽ có một mức giá kỳ vọng để bọn mình có thể exit nếu mà giá cổ phiếu lên mức đó. Thì khi giá cổ phiếu lên mức đó thì đó là cái ngưỡng cần phải exit, nhưng không có nghĩa là exit, bởi vì có thể là cổ phiếu còn lên cao nữa bởi vì các yếu tố khác của thị trường. Thế thì bọn mình sẽ có một cái là ví dụ mình kỳ vọng cổ phiếu lên 50 còn exit, thì đến 50 bọn mình bắt đầu đặt cả warning ở đấy, nó lên 60 thì mình cứ để, người ta gọi để let profit run lên 70 80 whatever. Nhưng mà khi bắt đầu ở những cái điểm người ta giảm thì mình sẽ một đặt một ngưỡng 10 15% từ đấy mà vẫn cao hơn cái mức mình kỳ vọng thì mình sẽ exit. Đại khái là như vậy. Tức là giá trị mà tăng, giá cổ phiếu mà tăng vượt giá trị thực thì có thể anh vẫn nắm giữ, nhưng mà đến một mức nào đấy anh, như anh có giới hạn không anh, Không đến giới với giá hạn, trị không giới nhưng hạn, mà ở cái mức nào đấy bắt đầu nó giảm khá nhanh, tức là từ mức cao mà nó giảm xuống giảm xuống là 10 lập tức 15% này. là mình sẽ exit, tại vì bản chất nó đã vượt cái fair value kỳ vọng của mình rồi, mình chỉ để cho nó chạy thêm thôi. Thấy đây là một điểm khá khác biệt đấy so với cả các nhà đầu tư giá trị thông thường. Thường thường là họ có thể là chạm mức định giá họ chọn bán thôi. Rồi câu hỏi của bạn là Trần Ninh Giang, anh đánh giá sao về tính thanh khoản của cổ phiếu? Chẳng hạn như khi mà tìm ra được một cổ phiếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như là ROIC, tức là tỷ suất sinh lời trên 20%, tăng trưởng doanh thu lợi nhuận từ 15-20%, nhưng mà không được thị trường để ý, có tính thanh khoản thấp, beta có thấp thì sao? Thực ra cái đấy nó đều phản ánh hết vào giá, nghĩa là như nào nhỉ? Nếu mà không có thanh khoản mình đã nói rồi, thì khi chúng ta mua chúng ta sẽ phải mất một cái premium cho giá,
và chúng ta cũng kỳ vọng là khi bán chúng ta cũng phải mất premium như thế. Vâng. Cái đấy sẽ phản ánh vào giá. Vậy thì các bạn sẽ tính ra, như mình thì mình sẽ tính ra mình sẽ mất khoảng 20% premium cho cả mua và bán. Vâng. Thì mình sẽ phải discount cổ phiếu đấy giảm 20% so với cái fair value và nó vẫn hấp dẫn ở cái giá đấy. Ừ. Thì mình sẽ đầu tư. Ừ. Tức là nếu mà thanh khoản cao, thanh khoản thấp thì anh sẽ đòi hỏi biên an toàn cao hơn. Đúng. À, câu hỏi của bạn Hòa Lê, câu hỏi về thế giới rượu và bách hóa xanh anh ạ. Thì bạn cho rằng là tính toán theo tính toán của anh Hòa Lê này thì giá trị nội tại của thế giới di động khoảng tầm 250 tới 300 nghìn cổ phiếu. Ừ. Và giá hiện tại thì khoảng tầm 140 nghìn. Thì anh Trung có tin tưởng rằng bách hóa xanh sẽ có lợi nhuận và có đầu tư hay không vì giá phiếu thế giới di động hiện tại là quá rẻ theo nhận định của anh ấy? Nếu mà theo nhận định của bạn thì như vậy thì mình là bạn ấy mình sẽ đầu tư, nhưng mà cái nhận định về giá của mình nó lại khác. Đấy, còn cái bách hóa xanh có thành công hay không thì như nào nhỉ? Khi bọn mình nghiên cứu, bọn mình sẽ đưa ra các kịch bản, và khi kịch bản nó thành hiện thực thì mình sẽ action theo kịch bản. Vâng. Trong các kịch bản của mình thì có kịch bản bách hóa xanh thành công, có kịch bản bách hóa xanh không thành công. Vâng. Và mình không dự báo được là họ có thành công hay không thời điểm này. Ừ. Và mình sẽ thực hiện cái hoạt động đầu tư dựa trên các kịch bản khi nó xảy ra, chứ mình đưa ra cái dự báo ra. Tức là hiện tại cái vị thế của anh đang là quan sát đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Cảm ơn anh. Câu hỏi của bạn Bim Đỗ, bạn này hỏi về ngành bất động sản ấy ạ, là hỏi kinh nghiệm của anh khi mà tìm hiểu và đầu tư vào các cái công ty bất động sản thì như thế nào, phương pháp định giá công ty bất động sản, tại vì em thấy nhiều công ty nắm giữ rất là nhiều đất giá rẻ nhưng mà không thể hiện trên báo cáo tài chính. Em cảm ơn anh. Các công ty bất động sản thì có phương pháp định giá, có hai một cách người ta định giá là định giá dựa trên cái giá trị tài sản ròng của công ty đó, nghĩa là định giá mark to market các cái tài sản bất động sản và tính ra cái giá trị thực của cổ phiếu. Nhưng mà các công ty bất động sản nó có một cái nhược điểm, thực ra bản chất các công ty bất động sản giống như các công ty under value. Ừ. Nghĩa là giá trị tài sản thì rất to nhưng mà giá cổ phiếu rất thấp. Nhưng đầu tư vào những công ty này nó có một cái nhược điểm là có thể cái under value nó không bao giờ được unlock. Vâng, không bao giờ được thể hiện ra. Nghĩa là cái tài sản cứ nằm đến 10 năm nữa người ta không bán nặng, người ta không có một cái yếu tố gì cả. Ừ. Thế thì mình cũng bị rất nhiều trường hợp như này rồi, đầu tư vào những công ty gọi là under value và mãi unlock thì gọi bấy giá trị phải không em? Đúng, chính xác. Thế thì thực ra Warren Buffett là người đầu tiên đầu tư vào những công ty này rất thành công, thì cách làm của ông là ông bắt buộc ông phải đi unlock những cái này chủ động. Và sau đó có rất nhiều nhà đầu tư cũng dùng phương pháp chủ động, nhưng mà đối với mình thì mình thấy phương pháp chủ động phức tạp quá, mệt mỏi quá. Đi vào làm sao mình là phải tác động đến ban lãnh đạo để unlock. Thế thì các bạn có thể đầu tư các công ty này theo hướng như mình nói đấy, là đa dạng hóa thôi, làm 2-30 công ty. Vâng. Thì mình chỉ kỳ vọng trong đó có khoảng 5-7 công ty tự nhiên có một ông nào để active ông vào unlock thì mình sẽ được lãi ở những công ty đấy. Ừ. Và nó bù cho những công ty còn lại, vì mình là nhà đầu tư không chủ động mà. Câu hỏi của bạn là Nguyễn Thành Công, là anh nghĩ điều gì là quan trọng nhất khi các nhà đầu tư cá nhân tham khảo danh mục đầu tư của các cái chuyên gia và quỹ đầu tư? Thực ra mình nghĩ các nhà đầu tư tham khảo các danh mục được tư vấn thì cái vấn đề nó không phải nằm ở cái chỗ danh mục đấy đúng hay sai, mà vấn đề là dù cái danh mục có đúng nhưng mà cái action của nhà đầu tư nó lại không như được cái việc tư vấn, cái hành động của nhà đầu tư như nào, cái hành động của nhà đầu tư nó không được như vậy. Vì sao? Thì vì bản chất là khi chúng ta, mình ví dụ đi, chúng ta nghe một chuyên gia tư vấn về một cổ phiếu, vâng, người ta chỉ nói là đầu tư cổ phiếu đấy ở giá đấy, nhưng người ta không nói được hết cái lý do đằng sau đó. Vâng. Chuyên gia đó có thể đúng có thể sai, bởi vì nghiên cứu thì cũng có cổ phiếu đúng cổ phiếu sai chứ. Vâng. Thế thì khi mà người chuyên gia đấy người ta nhận thấy là người ta sai với cái cổ phiếu đấy thì người ta sẽ điều chỉnh cho một người ta. Ừ. Nhưng người ta lại không nói với mình là bây giờ cái đấy sai rồi, điều chỉnh đi, đúng không? Vâng. Cái đúng thì người ta vẫn giữ. Vậy thì nếu mình đầu tư toàn bộ theo người ta thì đến lúc người ta sai điều chỉnh mình không nắm được. Vâng. Và dần dần nó dẫn đến tình trạng là cứ cổ phiếu mà có biến động về giá là mình không cần biết đúng sai là mình phải xử lý. Vâng. Vì mình có biết lý do đằng sau đâu, mình có phân tích đâu, nên dẫn đến là cái việc kể cả được tư vấn cổ phiếu tốt thì mình đầu tư vào mình không bao giờ giữ được cổ phiếu đấy. Ừ. Cứ biến động thì mình bán, lãi tí bán, lỗ tí bán.
Thế thì giải pháp, có giải pháp gì không? Giải pháp thì có giải pháp thì mình nói nhà đầu tư cá nhân, một là phải tự nghiên cứu rất sâu, nếu khó quá thì mình đầu tư vào những cái cổ phiếu mà các chỉ số mình thấy ok và đa dạng danh mục ra, và mình cứ nắm thế thôi, cả một cái danh mục đấy nó sẽ outperform được thị trường, chứ còn mình không cần phải thay đổi những trong đấy. Có một câu này của bạn Bách Cao Việt, vì thời gian sắp hết rồi thì em nghĩ là chắc mình kết thúc một hai câu nữa thôi. Mà câu hỏi là tuần chơi gold 3 buổi thì có nên đầu tư cổ phiếu không anh? Nếu mà đầu tư thì nên theo cách nào? Nếu mà tuần chơi gold 3 buổi thì thời gian dành cho đầu tư cổ phiếu là rất ít, thì nên tìm những chuyên gia chuyên nghiệp như của đội của Passive Investment. Tức là nhờ các nhà đầu tư chuyên nghiệp hơn đầu tư hộ. Câu này em nghĩ là để em chọn một câu cuối cùng nhé. Câu hỏi của bạn Nhật Long này. Việc quản lý cảm xúc trong đầu tư là vô cùng quan trọng, thì xin phép nhờ anh Trung chia sẻ về cách thức nào để quản trị cảm xúc tốt để không bị nó chi phối khi ra quyết định đầu tư. Câu hỏi này một câu hỏi hay đấy. Phải nói là như này, câu hỏi mình cũng đánh giá hỏi rất hay. Điều quản trị cảm xúc trong đầu tư có thể nói là quan trọng số 1 trong đầu tư. Quan trọng số 1. Quan trọng số 1. Mình cái ví dụ đơn giản này nhé. Khi mà chúng ta xem các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người ta thi đấu ấy. Tại sao những siêu sao tại những thời điểm quyết định khi sút luân lưu có thể sút ra ngoài, sút lên trời. Thực ra những cái kỹ thuật đấy người ta rèn luyện hàng nghìn lần, người ta nhắm mắt người ta đá vào được. Mà lúc đấy lại đá ra ngoài. Vấn đề nó nằm ở việc căng thẳng. Nó do cảm xúc. Thì đầu tư nó bị như thế. Nghĩa là khi nhảy mình trong đầu tư ấy, thì rất nhiều người làm đầu tư hay chơi một môn gọi là poker. Thì nghĩa là thi đấu khi mà đánh poker mà bỏ ít tiền ấy, thì không có cảm xúc, rất dễ. Khi bỏ nhiều tiền bắt đầu là cảm xúc nó thay đổi, nó khác. Và lúc đấy cái việc người là thành công ở trong những cái việc chơi poker nhiều tiền thì là họ cảm thấy cảm xúc tốt hơn. Đầu tư cũng thế. Ví dụ mình một người có tài sản là tổng tài sản là 1 tỷ đi, để các bạn bỏ 10 triệu đầu tư cổ phiếu thì có danh mục có giảm 50%, các bạn chẳng sao, không cảm giác gì cả. Nên là cái việc người bỏ 10 triệu đầu tư cổ phiếu rất dễ thành công, rất dễ tuân theo tất cả các nguyên tắc đã được học. Có 1 tỷ bỏ toàn bộ 1 tỷ đầu tư cổ phiếu, hôm nay thị trường giảm 7%, mai giảm 1%, mất 15% là bắt đầu thì căng thẳng người, bởi vì mình đúng không? Có 1 tỷ đi vay họ hàng bạn bè thành 5 tỷ và margin 5 tỷ nữa là 10 tỷ. 10 tỷ thị trường chỉ cần giảm 7%, các bạn gần bay hết tài sản rồi. Lúc đấy bạn có thể quyết định được chính xác hay không? Không, bởi vì lúc đấy cơ thể nó bị căng cứng. Đảm bảo nó căng cứng và đầu óc nó không hoạt động. Cho nên rơi vào trạng thái mình đã từng rơi vào những trạng thái này. Tất cả các chức năng không hoạt động. Nghĩa là nó bị căng thẳng. Thế thì lúc đấy thì bộ não nó sẽ đưa ra những cái quyết định rất là ngu ngốc. Đấy. Vậy thì làm sao để quản lý được cái cảm xúc trong đầu tư? Có hai cách. Một, các bạn đầu tư ở quy mô vừa phải, không ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Nghĩa là cái việc quản lý tiền đầu tư nó không ảnh hưởng đến cuộc sống, không đến nó có thất bại thì không phải đi ra đường. Thì quản lý cảm xúc rất dễ. Ăn vẫn ngon, ngủ vẫn có lỗ thì về vẫn ở nhà với vợ được. Đừng có thua lỗ phát thì đi ra đường. Thì cái việc quản lý cảm xúc rất dễ. Nhưng khi các bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn, bỏ nhiều tiền hơn vào, thì lúc đấy cái level cảm xúc của bạn nó phải lên rất cao, nó bạn cần phải lên chuyên nghiệp. Mình nghĩ là những người mà bỏ trên 50% tài sản của mình vào chứng khoán và cổ phiếu, người đó cần phải lên chuyên nghiệp thì mới làm được. Còn không thì mình nghĩ chỉ bỏ 10-20% tài sản cổ phiếu thôi thì cái việc quản lý cảm xúc rất dễ. Bởi vì quản lý cảm xúc ở mỗi cái level lên trên nữa là một cái bước rất khó đối với kể cả nhà đầu tư chuyên nghiệp, không hề dễ nhé. Em xin kết thúc một câu hỏi cuối, thì là chùm có nhiều bạn quan tâm tới ngành thép và ngành chứng khoán ấy. Đặc biệt là những cổ phiếu như là VND, VNREX hay là cổ phiếu Hòa Phát. Không biết anh có nhận định về hai ngành này không, và hai mã đại tiêu biểu? Thực ra VND và Hòa Phát là năm ngoái mình có đi thử một cái talk show của MBS tháng 11, thì VND và Hòa Phát là hai trong số năm cổ phiếu mình lựa chọn. Đúng rồi. Thì
Lúc đó thì có rất nhiều cổ phiếu chứng khoán mà mình đã lựa chọn VND, bởi vì thực ra mình nhưng mình không nhìn được là thị trường nó sẽ cái tính chất của thị trường chứng khoán nó sẽ thay đổi như vậy. Vâng. Mình không nhìn ra là cái quy mô thị trường nó sẽ đến đến quy mô lớn như này. Thế thì phải nói như nào nhỉ? Đối với VND thì ở giá này tăng khá nhiều. Nói này khá nhiều. 4 5 năm rồi. So với cái thời điểm cuối năm ngoái là cũng nhiều đấy. Cuối năm ngoái. Nhưng mà quy mô thị trường nó cũng đã khác rồi. Nghĩa là cái size của thị trường nó khác. Nào. Mình nghĩ nếu mà ngắn hạn thì đầu tư những cổ phiếu như VND ở giai đoạn hiện tại là hơi rủi ro về ngắn hạn. Do mức giá. Do mức giá. Vâng. Bởi vì thực ra tốt đến mấy thì mà giá nó cao thì nó cũng phải phải giảm chứ đúng không? Nhưng nếu mà nhìn dài hơn, nếu mà nhìn dài hơn về sự phát triển thị trường chứng khoán, về tiếp tục tăng trưởng của quy mô thị trường, nhưng mình không nói về index đang, mình nói là quy mô thị trường, Vâng. thì mình nghĩ là VND là một trong những công ty có lợi thế để tiếp tục phát triển mạnh trong một cái thị Thị trường trường chứng ngành trong khoán một ngành. trong ngành, với đặc trưng là càng ngày có càng nhiều nhà tự đầu tư mới và nhà đầu tư gọi là retail tham gia thị trường, Vâng. thì VND có một cái lợi thế về mặt công nghệ, về mặt quản trị cho cái việc phát triển retail Bán nè. đó. Mình nghĩ là thế, vẫn hồi xưa mình nhìn VND mình đã rất thích mua về bán này Vâng. đó. Thế thì có thể các bạn nếu muốn đầu tư VND bạn có thể đợi điều chỉnh để Vâng. mua trong việc dài hạn, còn nếu mà mua bây giờ thì cũng có thể bị giảm giá ngắn hạn, mình Vâng. không nắm được cái vấn đề đấy. Nhưng mình là bản thân mình sẽ không mua VND ở giá này trong ngắn hạn. Nếu mà mua thì mình phải đợi, một là giá VND giảm, hai là tiếp như mình nói là lúc nào để quy mô thị trường và cái năng lực tạo lợi nhuận của VND nó lên gần với cái mức kịp giá, nó phải bắt kịp, lợi nhuận nó phải bắt kịp với cái giá. Vâng. Hòa Phát thì cũng có một cái lợi thế rất mạnh ở trong cái ngành của Hòa Phát. Ngành sản xuất thép. Năm nay Hòa Phát được lợi từ việc giá thép tăng lên. Vâng. Thế thì nếu mà đầu tư Hòa Phát, các bạn sẽ nhìn nhảy, các bạn sẽ bỏ qua cái yếu tố là do giá thép tăng lên. Vâng. Thì mình có một cái ví dụ rất đơn giản là năm 2018 là một năm rất là bình thường ngành thép, thì đâu đó lợi nhuận của Hòa Phát đâu đó là, nếu không nhầm thì lúc đó lợi nhuận của Hòa Phát nó khoảng độ khoảng mấy nghìn tỷ nhỉ, mình không nhớ chính xác con số lắm, nhưng mà đại khái là lúc đó quy mô về năng lực sản xuất Hòa Phát tại thời điểm bây giờ là so với 2018 gấp gấp gần 3 lần. 3 lần. Thế thì lợi nhuận của Hòa Phát nó năm nó khoảng độ 8 đến 10 nghìn gì đấy, Vâng. thì các bạn nhân ra thì năng lực tạo ra lợi nhuận Hòa Phát trong điều kiện thông thường sẽ gấp 3 lần 2018. Gấp 3 lần 2018 thì PE Hòa Phát người ta sẽ trả khoảng 8 đến 10 lần, các bạn tính ra một cái mức giá phù hợp cho Hòa Phát 10 lần thì đâu đó bạn cứ lấy lợi nhuận của năm 2018 nhân Vâng. 3 lần lên, Vâng. Khoảng nhân 30.000 tỷ. ở đó, đó chính là con số mà gọi là core power earning của Hòa Phát trong điều kiện bình thường. Vâng. Năm nay thì sẽ tốt hơn bởi vì giá thép thấp hơn, nhưng có thể có những năm sẽ thấp hơn vì giá thép thấp hơn, nhưng xung quanh cái việc đó đấy, các bạn sẽ tính ra, thì thường bọn mình hay tính cái gọi là core earning trong điều kiện bình thường và đầu tư ở core earning đấy. Thế thì các bạn có thể nhìn hai cái ví dụ đấy, các bạn cũng sẽ tính được VND ở một cái core earning của VND, nghĩa là core earning của VND sẽ ở một năm bình thường và quy mô thị trường đó là như thế nào, bây giờ quy mô thị trường như nào, thì mình tính ngay là core earning của VND sẽ là bao nhiêu. Tính rất đơn giản đấy, là cách không cần phải phân tích sâu và chúng ta biết ngay là cái giá phù hợp là bao nhiêu. Này. Em nghĩ xin kết thúc một câu hỏi cuối ấy, là anh có thực ra là anh có lời khuyên gì cho các cái bạn có 2 đối tượng nhé, có một bạn là các bạn chuyên viên phân tích mới vào nghề và cái thứ hai là cho các nhà đầu tư F0 mới vào thị trường. Đối với các bạn mà chuyên phân tích thì mình nghĩ là trong cái ngành này nó rất là cạnh tranh, chỉ có cách duy nhất là làm việc chăm chỉ, Làm việc chăm chỉ. nghiên cứu thật nhiều cổ phiếu, nghiên cứu thật nhiều ngành, đọc thật nhiều sách. Mình có một cái là mình rút kinh nghiệm từ bản thân mình là nhỉ. Nếu để các bạn giỏi được một cổ phiếu nhé, Vâng. các bạn cần thời gian nghiên cứu khoảng 3 năm 35. một cổ phiếu. Nghĩa là khi nghiên cứu, các chuyên viên phân tích người ta analyst sẽ có những cái projection về lợi nhuận Vâng. doanh thu Vâng. năm tới, quý tới, Vâng. mình cũng có một cái projection cho 3 năm,
và cứ mỗi một quý mình sẽ xem lại là mình project như này và ra kết quả như này, đúng hay sai, đúng thì tại sao và sai tại sao, những cái gì nó thay đổi so với cái assumption ban đầu của mình. Từ cái việc học liên tục qua một khoảng thời gian khoảng 3 năm phân tích như thế thì tự nhiên các bạn sẽ hiểu, à bản doanh nghiệp nó vận động như này, nó không như mình nghĩ là như này, thì các bạn sẽ hiểu, khi hiểu doanh nghiệp đấy các bạn tiến tới các bạn sẽ hiểu cái ngành đấy. Và cái việc mà tích lũy rất nhiều công ty bạn nghiên cứu, rất nhiều ngành nghiên cứu, tự nhiên cái việc know how của bạn, cái việc phân tích sẽ giỏi hơn. Đó, đó là cách tích lũy cần thời gian. Còn đối với nhà đầu tư đúng không? Mình nghĩ nhà đầu tư thì quản trị cảm xúc là quan trọng trong đầu tư. Nếu không có thời gian thì nên đầu tư theo những phương pháp đơn giản. Không có thời gian, dựa vào những cái chỉ số đa dạng hóa danh mục, đừng đầu tư theo những tin đồn forum các thứ, đó là cái dễ mất tiền nhất. Thì cái đấy thì nhà đầu tư theo những cách đấy thì họ sẽ có một cái rất là đơn giản trong việc đầu tư và trong cuộc sống. Cảm ơn em. Có lẽ là mình anh ấy có thể nêu luôn là một số cái câu hỏi các bạn được giải thưởng ấy, em nghĩ có mang rồi. Thì em nhớ có một câu hỏi là về mặt quản trị cảm xúc ấy. Cái câu hỏi này khá là hay. Và một câu hỏi về về anh xử lý thua lỗ như thế nào ấy. Sẽ là câu hỏi cũng rất hay. Còn gì nữa nhỉ? Anh có ấn tượng với câu hỏi này hay không? Anh cũng thấy hai câu hỏi này đúng là hai câu hỏi hay. Có một câu nào đúng không? Em bảo khá hay nhỉ? Anh không nhớ câu đấy là câu nào nhỉ? Câu em xem có câu nào hay thì câu câu về ngành bất động sản thì anh thấy sao? Hoặc là khi nào bán cổ phiếu? Khi nào bán cổ phiếu? Vâng. Cũng là một câu khá hay về mặt. Ok, thế thì có ba bạn đấy. Mà em bên em sẽ liên hệ lại các bạn sai cho okay. Nhà đầu tư. Và em cảm ơn anh Trung rất nhiều đã tham dự chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý khán giả đã tham dự và lắng nghe cái chương trình chia sẻ ngày hôm nay và comment rất là nhiều câu hỏi. Thì chúng tôi cũng xin thứ lỗi là tại vì có rất nhiều câu hỏi quá thì có những một số câu thì chúng tôi cũng chưa trả lời hết được, thì mong quý nhà đầu tư thông cảm. Một lần nữa cảm ơn anh Trung rất là nhiều. Cảm ơn Tùng và tất cả mọi người đã tham gia chương trình ngày hôm nay.